Sáng ngày 14 tháng 10, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự thành phố Đà Nẵng cho biết, trong đêm qua, Đà Nẵng đã tổ chức di dời sơ tán nhiều hộ dân đi tránh lũ. Cụ thể, quận Thanh Khê có 9 phường bị ngập, ngập nặng nhất tại khu vực Khe Cạn, phường Thanh Khê Tây từ 1 đến 1,5 mét. Quận Liên Chiểu, quận Cẩm Lệ đều có 5 phường bị ngập, còn tại quận Sơn Trà có 6 phường, quận Hải Châu có 12 phường bị ngập. Huyện Hòa Vang có 7 xã bị ngập, chủ yếu ngập cục bộ tại các tuyến đường liên thôn liên xã với mức ngập từ 0,3 đến 0,4 mét. Tại Tràng Lộc Mỹ, ngập khoảng 1 đến 1,5 mét. Trong đêm tối, lực lượng chức năng đã khẩn trương sơ tán người dân khỏi những khu vực nguy hiểm. Báo cáo tới 21 giờ 30 phút ngày 13 tháng 10, lực lượng chức năng đã sơ tán 2.316 người, trong đó tập trung 194 người, tại chỗ 2.122 người. Trước đó, khuya ngày 13 tháng 10, mưa lớn, nước dâng nhanh, khiến nhiều nhà dân ở tuyến đường Mẹ Suốt, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng ngập nặng, nhiều nơi ngập sâu hơn 1 mét. Đây là vùng nóng về ngập lụt của thành phố, chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận lũ lịch sử ngày 14 tháng 10 năm 2022. Ngay trong đêm, Ban Chỉ huy quân sự quận Liên Chiểu, Bộ đội đặc công quân khu 5 và Cảnh sát cơ động Công an thành phố Đà Nẵng đã hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng nguy hiểm. Các tuyến đường trung tâm thành phố Đà Nẵng bị tê liệt do mưa lớn kéo dài, xe cộ chết máy, người lao động chật vật tìm đường về nhà trong đêm. Tối cùng ngày, ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã đi kiểm tra các khu vực bị ngập lụt tại quận Liên Chiểu và quận Thanh Khê. Tại hiện trường, ông Lê Trung Chinh chỉ đạo lực lượng chức năng tùy vào tình hình thực tế để sơ tán dân đến nơi an toàn. Trước đó, do mưa lớn kéo dài khiến ta luy đèo Hải Vân, địa phận Đà Nẵng, tại km 905 cộng 600 bị sạt lở, gây nguy hiểm cho người đi đường. Ghi nhận đến sáng nay, thành phố Đà Nẵng vẫn mưa rất lớn, nhiều tuyến đường bị ngập sâu. Sở Giáo dục Đào tạo Đà Nẵng đã có thông báo khẩn cho học sinh nghỉ học vào chiều ngày 13 và ngày 14 tháng 10.